Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Mèo Xiêm Cọp Thái, chương 4. Sau khi làm thủ tục lấy phòng, Văn Bình sắp cầm chìa khóa thì nhân viên tiếp tân chợt hỏi: "Thưa bác sĩ, còn hành lý thì sao?" Văn Bình đã mạo tên một bác sĩ y khoa Nam Dương vừa đáp phi cơ từ Tân Gia Ba đến trường bay Đôn Mương. Chàng bèn lắc đầu: "Hành lý của tôi đã bị thất lạc, chưa tìm thấy. May mà tôi còn giữ được cái túi nhỏ này." Văn Bình giơ cho hắn thấy cái túi vải của công ty hàng không quốc tế Phong Lan Hoàng Gia Thái. Mục đích của chàng là cắt đứt mọi câu hỏi tò mò kế tiếp. Chàng không ngờ hắn lại là công dân Thái giàu tự ái quốc gia. Nghe du khách phàn nàn bị mất hành lý thì hắn lộ vẻ bực bội. "Vậy thì tầm bậy thật. Ông đến bằng phi cơ Phong Lan phải không? Từ trước đến nay, hãng hàng không Thái chưa bao giờ làm lạc hoặc mất hành lý của quý khách. Vụ này không thể tha thứ được. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với ông giám đốc yêu cầu giải quyết cấp tốc." Văn Bình hoảng hồn: "Thôi không sao đâu. Họ đã cam kết là đồ tôi không mất, chỉ tạm thời thất lạc thôi." Nhưng nhân viên tiếp tân vẫn khăng khăng: "Thất lạc cũng không được. Ông là người độ lượng, sẵn sàng bỏ qua những sự lỡ lầm. Nhưng người Thái chúng tôi phải bảo vệ và phát triển uy tín quốc gia. Nay ông bị thất lạc một cái vali, đến mai nhân viên hàng không lại cầu thả để mất một kiện hàng hóa đắt tiền thì sao? Xin ông cứ để mặc tôi. Tôi với ông giám đốc vốn là chỗ thân tình." Văn Bình xua tay: "Thôi thôi được rồi. Ông nên im lặng thì hơn, tôi không thích gây phiền toái." "Nhưng thưa ông, đó là một cách để cải tiến lề lối làm việc, đâu phải là gây chuyện." Văn Bình nhăn mặt, tiến ra thang máy, và chàng gặp cô gái một đêm ngày xưa, có cái tên hiền dịu là Si Thang. Thấy chàng, nàng kêu lớn: "Anh!" Văn Bình dừng lại, quay sang và nhận ra nàng. Đào được mỏ vàng sắp sửa thành tỷ phú, chàng cũng chỉ mừng đến thế là cùng. Nhưng nỗi mừng chỉ xẹt qua như làn chớp đêm mưa. Chớp xẹt qua, trời tối om, cơn mưa lại trút xuống tầm tã. Sự hiện diện của Si Thang làm chàng cảm thấy lo ngại. Chắc chắn nàng sẽ dính cứng lấy chàng. Thật là gay go, vì chàng đang có Rosita một bên, mà Rosita thì cũng là quán quân về ghen. Hai gia nhân ghen nhau, tất thủ đô Vọng Các phải tóe lửa. Si Thang liến thoắn: "Em vừa nghĩ đến anh thì gặp anh liền. Đã lâu quá, 4 năm rồi anh nhỉ? Anh lấy phòng ở đây phải không?" Nàng hỏi luôn một dọc, chàng đáp không xuể, đành cười trừ. Nàng nói tiếp: "Bây giờ thì em làm ở đây, phụ tá quản lý, ngoài chưa? Bây giờ để em đưa anh lên phòng." Cầm chìa khóa phòng của Văn Bình, nàng nhăn mặt: "Anh ở phòng này sao được?" Chàng định nói được rồi, nhưng nàng đã nhăn nhấu gọi nhân viên tiếp tân: "Ông khách này là bạn của tôi. Trên lầu nhì còn nhiều phòng đôi sang trọng, chọn cho ông ta một cái tốt nhất, tiền năm bao nhiêu để tôi thanh toán." Nhân viên tiếp tân đáp: "Thưa bà, bác sĩ đã trả trước một tuần rồi. Tôi không lấy, nói là theo thông lệ khi nào quý khách trả phòng mới thanh toán, nhưng bác sĩ nhất định không chịu." Si Thang lẩm bẩm: "Bác sĩ à?" Nhân viên tiếp tân giải thích: "Vâng, ông bạn của bà là bác sĩ." Chẳng nói chẳng rằng, Si Thang bấm nút cho cửa thang máy khép lại, lên đến lầu 2, nàng mới đồng điện nói: "Anh làm nghề thầy thuốc từ khi nào?" Văn Bình toát mồ hôi: "Có lẽ nhân viên của em nghe lầm." "Hắn có thể nghe lầm, nhưng anh không thể ký lầm được. Em vừa coi sổ vãng lai thì thấy anh ký tên là bác sĩ y khoa công dân Nam Dương." "Đúng thế." "Đừng chống chế nữa, tại sao anh lại lấy tên giả và nghề nghiệp giả?" "Khổ quá." "4 năm trước anh đã tâm sự với em anh là Văn Bình, đại tá Văn Bình, anh còn nhớ không?" Văn Bình lặn toát châu thần. 4 năm trước, trong phút dạy gái, chàng đã cho nàng biết tên thật. Chàng cũng tưởng là cá nước chim trời, kẻ Thái người Việt, không còn hy vọng tái ngộ. Ngờ đâu, Văn Bình vẫn không ngờ một cách ngu xuẩn như vậy. Quả đất lại nhỏ bé khiến chàng lại gặp nàng, và không ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ danh tính và nghề nghiệp của chàng. Vào phòng, chàng ngồi xuống ghế với giọng trách móc: "Anh còn nhớ chứ? Tuy nhiên anh phải giấu tên thật vì một lý do mà em đã đoán biết. Em làm ở đây lâu chưa?" Nàng đờ người một chút rồi đáp: "Lâu rồi, sau đêm gặp anh em trở lại yêu đời như cũ, rồi em lấy chồng. Chồng em lại có cổ phần trong công ty khách sạn Rama." "Gái có chồng như gông đeo cổ, em nên xa anh thì hơn." "Anh định trốn em à? Em lấy chồng nhưng không lập hôn thú,
nghĩa là hiện giờ vẫn tự do như hồi ở một mình. Chồng em lại còn có vợ cả và hàng tá vợ bé. Anh cứ ở đây với em. Nhưng chuyến này công việc của anh quá bề bộn. Không sao, em sẽ giúp anh một tay. À mà anh vẫn còn độc thân như ngày xưa chứ. Chàng định đáp, anh đã có gia đình rồi. Xong trước luồng mắt soi mói như đâm thấu tâm can của nàng, chàng đành thú thật. Chưa lập gia đình nhưng cũng không hẳn là độc thân. Nàng cười ý nhị. Không sao, em đã quen với kiếp chồng chung rồi. Hai người dựa vào thanh cửa sổ, nhìn xuống sóng nước chạy đục lờ. Trên đường Siloam, một chiếc xe hơi Hoa Kỳ vừa đậu trước khách sạn. Bồi túa ra mở cửa, từ trên xe bước xuống một cặp vợ chồng người Mỹ. Người đàn ông trạc 40, cao lớn khôi ngô và cường tráng. Hắn mặc bộ complet mỡ gà bằng lụa dệt tay Thái Lan. Ở mép túi áo lòi ra một bông hoa thật nhỏ, trông như hoa huệ. Văn Bình bàng hoàng trong giây phút. Bông hoa này là hoa Amaryllis, loại huệ trổ hoa hàng chục năm, thường gọi là trường huệ. Và gã đàn ông, bồ trai kia, giống hệt với bức hình chàng đã xem trong văn phòng của ông Tổng Giám đốc. Hắn chính là Dixon, tỷ phú kiêm trùm buôn lậu súng đạn quốc tế. Thiếu phụ đi bên hắn mặc toàn màu hồng, toát ra một vẻ đẹp lạ lùng. Không cần nhìn lâu, Văn Bình cũng biết thiếu phụ là Akita. Lời nói của ông Hoàng vụt trở lại bên tai Văn Bình. Ông Hoàng cắt đầu điếu xì gà Havan, chậm rãi châm lửa rồi nói với Z28. Trong quá khứ, anh từng đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm. Tuy nhiên theo tôi, Dixon có thể được coi là một trong những người nguy hiểm nhất. Hắn có một mình mà cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã thất điên bát đảo. Hắn lại rất đa mưu. Trước khi bắt tay vào việc, thường nghiên cứu kỹ lưỡng và chưa hề phạm khuyết điểm. Về võ nghệ, hắn không đến nỗi xoàng. Dixon là một tay cừ khôi về môn vật Hy Lạp. Hàng trăm võ sĩ đã bị hắn quật ngã như chơi. Sở dĩ hắn có sức khỏe khác thường là nhờ tập duyệt những môn thể thao nguy hiểm như trèo núi, trượt tuyết, đua xe hơi. Thưa ông vừa nói Dixon rất say mê nữ sắc. Đúng vậy, hắn có cái tật mê gái lạ lùng. Chúng ta hy vọng đánh bại Dixon kêu này bằng cách khai thác sở đoản hảo ngọt. Đàn bà đối với hắn cũng cần thiết như cơm nước. Không có thì sẽ chết. Sáng trưa chiều, chưa nói tới đêm, bất cứ lúc nào Dixon cũng phải có đàn bà ke ke một bên. Như vậy, có thể hắn có cả tam cung lục viện. Không, hắn chỉ mê một người đàn bà nào đó trong một thời gian ngắn mà thôi. Khi yêu thì hắn không xa được một phút, nhưng đến khi chán ngấy thì hắn vắt bỏ như lưỡi dao cạo cũ. Hắn yêu Akita đã lâu chưa thưa ông? Dường như được chẵn một năm. Trước kia hắn yêu mỗi người đàn bà trung bình bao lâu? Độ 2-3 tháng là cùng. Dixon gắn bó cả năm trường với Akita, nên tôi đoán chắc nàng phải đẹp lắm. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ gặp Akita bằng xương bằng thịt, nhưng căn cứ vào hình chụp và báo cáo, tôi thấy nàng thuộc vào đẳng cấp siêu mỹ nhân. Có lẽ nàng sẽ giúp anh được nhiều nếu anh biết cách khai thác. Tuy nhiên việc lợi dụng này vẫn là con dao hai lưỡi, sơ ý nó có thể làm anh đứt tay chảy máu. Vì vậy anh cần gia tăng thận trọng để khỏi bị Akita lôi kéo. Nghe ông Tổng Giám đốc giảng luân lý, điệp viên Z28 bắt chân chữ ngũ phì phèo thuốc Salem, mỉm cười mà không đáp. Ông Hoàng có quyền không tin. Nhưng chàng đoan quyết là không thể nào sa ngã. Hôm nay đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ xuống đường Siloam, Văn Bình mới nhận thấy ông Hoàng đúng là nhà tiên tri lỗi lạc vì Akita thuộc loại người có nhan sắc hấp hồn đàn ông như hồ ly tinh trong truyện Liêu Trai. Đứng sau chàng, Si Thèn hít cùi tay vào lưng chàng với giọng dấm dặn. Anh mê hả? Chàng giật mình. Mê ai? Nàng cười. Tượng đá cũng phải mê người đàn bà mới bước xuống xe Hoa Kỳ, huống hồ là anh. Nhưng anh đừng sợ, em không ghen đâu. Và lại em chưa có quyền để ghen. Nhưng nàng đẹp quá phải không anh? Văn Bình đành gật đầu. Phải. Nhưng nàng là trái cấm, rớ vào là mất mạng. Hiện giờ nàng là của gia bảo của một tỷ phú. Người đàn ông mặc áo màu mỡ gà đang đưa tay cho nàng nắm. Anh có nhìn thấy không? Thấy rồi. Mỹ nhân là bông hoa trong vườn bách thảo. Cấm thiên hạ nhìn ngắm sao được. Dĩ nhiên, nhưng trên thực tế lại có kẻ dám bẻ trộm hoa nữa kia. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với nhà triệu phú Dixon thì xin anh chớ ti toe. Giàu có chưa hẳn là lý do đã cấm thiên hạ chiêm ngưỡng sắc đẹp của vợ mình. Nhưng theo em, đó lại là lý do chính. Hắn có nhiều tiền, ai lơ mơ chạm đến người yêu của hắn là bị gãy răng bể mặt ngay. Anh biết không, ngày cũng như đêm, có bốn vệ sĩ võ giỏi, bắn giỏi luôn luôn theo sát nàng như bóng với hình. Có phải nàng là Akita? Phải, anh ráng nhớ tên để viết thơ mà tỏ tình. Báo tin trước để anh mừng. Nàng mới chỉ là nhân tình, chưa phải vợ chính thức của Dixon.
Nhưng anh Văn Bình ơi, em khuyên anh nên giữ gìn tấm thân ngàn vàng của anh. Năm ngoái một chàng võ sĩ vô địch dám tán tỉnh cô gái còn xấu hơn Akita đã bị Dixon cho hút cháo gần 3 tháng trong bệnh viện. Năm ngoái Dixon cũng tới Vọng Các à? Hắn tới đây mỗi năm, dường như mỗi năm hắn là mỗi du lịch qua Viễn Đông. Tuy nhiên mỗi năm hắn lại thay đổi người đẹp. Lạ nhỉ, Rama không phải là đệ nhất khách sạn. Tại sao Dixon lại tới đây, mà không phải là Erawan hay là Oriental còn sang hơn nhiều? Thoạt đầu em cũng băn khoăn như anh, sau này mới tìm ra nguyên nhân. Thứ nhất, vì Dixon là người có phần hùn nhiều nhất với công ty Rama. Thứ hai, vì hắn thích mua hạt xoàn để tặng người đẹp. Xế cửa lữ quán có tiệm kim hoàn Rama, hắn chỉ cần đi mấy bước là có thể mua sắm dễ dàng. Thứ ba, vì du thuyền của hắn đậu gần đây. Anh mà thấy du thuyền Bồng Lai thì sẽ lác mắt vì kinh ngạc. Nó không hề thua kém du thuyền bậc nhất thế giới của nhà tỷ phú Onassis là bao nhiêu. Em đã được lên chưa? Nếu chưa thì em nói làm gì? Bên trong tiện nghi nào cũng có đầy đủ. Cả máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy biến tia sáng mặt trời thành hơi đốt. Bàn ghế thì đóng bằng một loại gỗ thơm khác thường của rừng Nam Mỹ. Dixon làm nghề gì? Em cũng không biết, nghe người ta nói là hắn buôn súng, tay tổ buôn súng lậu. Tay tổ buôn súng lậu đến Thái Lan mà nhà chức trách lại để yên à? Cái đó thì anh cứ hỏi họ, em không muốn dính tới. Và lại, Thái là quốc gia trung lập, sứ quán Xô Viết treo cờ đỏ búa liềm rực rỡ, trong khi tàu bay Mỹ cất cánh từ các căn cứ Thái để tham chiến ở Việt Nam, thì một Dixon chứ 10 người buôn võ khí đến đây nữa cũng là chuyện bình thường. Nếu không tin, anh hãy đi vòng ra sau đường Silom, song song với lữ quán Rama là đường Satom. Anh sẽ thấy cờ Cộng sản Nga đầy hoài với cờ của các sứ quán Á Căn Đình, Diễn Điện, Đan Mạch, Ấn Độ, Phần Lan, Do Thái, Ý Đại Lợi, Ai Lào, Mã Lai, Thụy Điển, Tân Tây Lan, đủ cả. Em nhớ dài ghê. Ngày nào em cũng bắt bộ dọc đường Satom, nên làm sao không nhớ được. Nhà của em ở đâu? Ở cuối đường Satom. Em ở với người tình mới à? Đâu có. Nhà của hắn sang hơn, và hắn bị vợ cả giữ riệt, nên thỉnh thoảng mới đến thăm em. Nói cho đúng thì em cũng muốn hắn ít đến. Em yêu tiền rừng bạc biển của hắn hơn là yêu hắn. Hoàn cảnh đã biến đổi con người mà anh. Sư The ngừng lại, thở dài, một giọt lệ lăn trên gò má. Anh còn nhớ cái đêm ấy không? Riêng em suốt đời em vẫn nhớ. Sáng sớm em mời anh về căn gác của em, nhìn xuống dòng sông Chao Phia. Em giữ anh ở lại, mà anh cứ nằng nặc đòi ra đi. Đúng rồi, hồi đó cháu trai của em mới được 8 tháng. Tuy anh không được gặp nó, nhưng nhìn hình thì nó giống em như đúc. Chắc bây giờ nó nghịch lắm phải không? Nghe chàng nói, nàng vụt òa khóc và ôm chầm lấy chàng. Văn Bình xe lòng đau đớn, biết mình đã nói hớ. Có lẽ định mạng dữ dằn đã bắt nàng sống xa con. Hồi đó nàng từng tâm sự là đứa con của nàng ở với bên nội, nhưng hiện thời không biết như thế nào. Qua nước mắt, Si Thèn thì tê. Anh ơi, con của em chết rồi. Văn Bình ghi chặt lấy nàng, giọng an ủi. Nó bị bệnh phải không? Tội nghiệp. Thôi, chẳng qua con người ai cũng có số. Nếu con em chết vì bệnh thì em cũng đành chịu. Đằng này nó lại không chết bệnh mà là người ta giết nó. Giết nó à? Ai lại giết một hài nhi 8 tháng? Chính thằng trùm du đảng khu Silom. Tự tay hắn đâm chồng em nát bấy thân thể và cũng tự tay hắn ném con em xuống sông Chao Phia. Tại sao? Hắn đã thề giết cả nhà em nhưng chưa giết em vì để em đau khổ. Hắn nói rằng em mất chồng mất con còn khổ hơn bị giết. Nhưng hắn lầm. Em lấy chồng dầu chỉ làm lẽ và chồng em chưa xứng đáng với em. Em mày mò vào trong lữ quán Rama, nơi con nhân tình của thằng trùm du đảng giữ két khi trước để báo thù. Nói đúng hơn là để chờ cơ hội báo thù. Tại sao em không trình báo với nhà chức trách? Vô ích thôi anh à. Thứ nhất là không có bằng cớ. Chồng em nằm chết trên lề đường từ đêm đến gần sáng, cảnh sát mới biết. Con em đang nô đùa trước nhà thì một chiếc xe hơi đen ập tới mang đi biệt tích. Không ai nhớ số xe. Một tuần sau thì xác của cháu nổi lên bình trên sông. Có thể nào hung thủ là người khác chăng? Không thể được, vì lần nào tên trùm du đảng cũng sai đàn em đến tận nhà báo tin cho em. Hắn còn gặp cả em nữa. Em đã nhờ luật sư đưa nội vụ ra tòa, nhưng luật sư khuyên em nên bỏ qua, nếu không sẽ bị phạt về tội cáo gian. Nhân tình của tên trùm du đảng có còn làm việc tại đây không? Em vừa đuổi nó tuần trước. Nghĩa là em đã cố tình khiêu khích hắn? Phải, khiêu khích để hắn giết em. Chết là hết chuyện, em sẽ rắn nợ. Nhưng hắn khôn lắm, hắn vẫn chưa giết em vội. Hắn bắn tin là đang cho người tìm kiếm mẹ em để giết. Hắn giết người như ngoé,
có nhìn thấy người chết, ngửi mùi máu tanh tưởi, hắn mới uống rượu và ăn cơm được. Em đã đề phòng trước, nhờ người đưa mẹ em lên miền Đông Bắc. Tuy nhiên em có cảm tưởng là sớm muộn hắn cũng sẽ khám phá ra nơi mẹ em ẩn náu và hắn sẽ xuống tay tàn nhẫn. Vì vậy, em phải xuống tay trước. Em nhất định sẽ giết hắn. Nhưng em yếu đuối lại thân cô thế cô. Gần năm nay em đã học đánh dao bắn súng. Em hy vọng giết được hắn. Vì hắn vốn coi thường em. Cho em là hạng đàn bà chân yếu tay mềm. Giết con ruồi cũng không xong. Văn Bình lặng im giây lâu. Dưới đường, Bixon và Akita đã cùng đám cận vệ đi khuất vào bên trong. Có lẽ cả bọn đang ở trong thang máy. Ruột gan Văn Bình rối bời. Chàng đang kẹt vụ Trường Huệ thì bị kéo vào vụ báo thù của Si Thang. Nàng không nhờ chàng, song chàng không thể khoan tay đứng nhìn nàng gục ngã vì chắc chắn là nàng sẽ mất mạng trong cuộc đấu dao hoặc đấu súng với tên trùm du đãng. Chàng quay lại nhìn Si Thang. Nàng cũng đang nhìn chàng, trìu mến và van lơn. Nàng kiễng chân hôn vào môi Văn Bình rồi tiếp tục khóc. Chàng vuốt ve bờ vai tròn trịa của nàng. Bao giờ thì em sẽ gặp hắn? Đêm nay. Tại đâu? Em hẹn hắn đến khách sạn. Liệu hắn có dám đến không? Tuần nào hắn cũng đến ăn. Hắn quỵt nợ à? Không, hắn trả tiền đàng hoàng. Hắn thưởng tiền cho bồi còn hậu hĩ hơn khách thượng lưu. Trong bề ngoài hắn chứng chạc, không có một chút nào là du đãng. Nhưng mọi người trong khu vực đều biết hắn. Lữ quán, rạp hát, tiệm ăn cửa hàng đều phải nộp thuế cho hắn hàng tuần hoặc hàng tháng. Thuế của hắn gọi là thuế bảo an. Nặng gấp chục lần thuế chỗ hoặc thuế môn bài. Ai cũng phải cắn răng đóng đủ, không dám hó hé. Vì nếu hó hé thì cửa tiệm sẽ ăn lựu đạn, hoặc vợ con sẽ mất cái tai. Thôi thì đủ thủ đoạn, đủ mọi cực hình. Công an ở đâu? Họ không có tai mắt à? Em đã nói hồi nãy rồi. Muốn bỏ tù hắn phải có chứng cứ. Mà từ xưa đến nay chưa ai có chứng cứ. Dường như một hai lần gì đó, có người gan dạ trưng bằng cớ. Nhưng gần đến ngày ra tòa thì lại bị tai nạn xe hơi, hoặc thình lình bị chết đuối. Rốt cuộc, ai cũng phải ngậm miệng. Được rồi, bây giờ em có thể nói lớn, anh sẽ giúp em. Si Thang lùi lại rồi quỳ xuống lại xì sụp. Anh là ân nhân của em, đối với người tình thì em cư xử bằng ân ái mặn nồng. Nhưng đối với ân nhân, em phải quỳ lại cho đúng truyền thống dân Thái. Văn Bình đỡ nàng lên mắng yêu. Em làm ăn ngưỡng quá. Nàng nghiêm mặt. Xin anh tha lỗi, nhưng em phải tôn trọng đạo lý theo lời cha mẹ răn dạy. Vì ngày xưa, cha em vốn là đại quan ở trong triều. Qua cửa sổ, Văn Bình nhìn thấy nền trời da cam óng ánh. Hoàng hôn trên đất Thái dường như đến chậm hơn so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Quang cảnh lại sáng rực một màu vàng huy hoàng. Có lẽ do hàng trăm hàng ngàn tháp chùa nhọn hoắt rướn lên cao, thu nhặt ánh nắng mặt trời để đến khi trời sắp tối thì tỏa ánh sáng chói lòa. Văn Bình nhìn đồng hồ tay. Anh phải đi một chút. Thiếu phụ đáp. Vâng, em sẽ đợi anh. Anh lấy xe mà đi cho tiện. Em có cái xe Mazda 800 đậu ở gần tiệm Kim Hoàn. Chàng hôn phớt lên tóc nàng, rồi mở cửa phòng ra thang máy. Chàng rờ túi và thấy hơi bực mình vì gói Salem đã lép kẹp. Đời người thường éo le và xỏ xiên như thế. Khi không thích khói thuốc, thì gói Salem nằm ép ở đáy túi bị nhầu nát. Đến khi thèm hút thì một mẩu nhỏ cũng không có. Thang máy mở ra, Văn Bình sửa soạn bước vào, nhưng bỗng khựng người vì từ thang máy bước ra một bóng dáng quen thuộc cao lêu nghêu. Bóng dáng này chính là chàng xếu vườn Lê Diệp, cận vệ thân tín của ông Hoàng và cũng là bạn nối khố của Văn Bình. Thấy chàng, Lê Diệp chỉ nháy một bên mắt chứ không chào hỏi vồn vã, mặc dù ở trên đất xứ người. Có lẽ chàng sợ lộ vì trong thang máy còn có hai ba người lạ mặt. Văn Bình đang ngần ngừ thì Lê Diệp vòng ra cầu thang xi măng. Văn Bình lẳng lặng bước theo bạn. Lê Diệp đi được một quãng, gió chiều từ dưới sông Châu Phia thổi lên mát rượi, làm Văn Bình cảm thấy khỏe khoắn. Lê Diệp trèo lên chiếc taxi đậu cách lữ quán gần 100 bước và để cửa mở. Văn Bình leo lên ngồi bên cạnh. Hai người không nói với nhau nửa lời. Lê Diệp chăm chú nhìn kính chiếu hậu. Taxi chạy bên trái, len lỏi giữa một rừng xe đạp, xe gắn máy Nhật, xe xám lồ ba bánh, xe hơi chở khách sơn vàng, bóp kèn in ỏi và đủ loại xe nhà, xe chở hàng, cằm nhông nghiêng ngang giữa lộ. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì ai cũng phóng nhanh và coi thường luật lệ lưu thông. Tuy nhiên, Văn Bình nhận thấy tình hình cũng chưa đến nỗi nghẹt thở như ở Sài Gòn, một thủ đô mà xe hơi còn đông hơn kiến cỏ, song xe gắn máy kiểu hippie mới thật sự là vua. Tài xế đậu lại ở công viên gần Hoàng Cung.
dưới ánh chiều mái tròn đỏ ối của cung Vương Miện và tháp chuông cao vòi vọi của chùa thiêng Wat Pra Kiel, tục gọi là chùa Phật Ngọc Bích, vươn lên uy nghi lộng lẫy. Mỗi lần đến Vọng Các, Văn Bình đều ra công viên này để coi đua diều. Diều Thái hoàn toàn khác với diều Việt, và lại trên thế giới không còn những cuộc đua diều giống như ở Thái, vì đua diều là môn thể thao quốc gia, phải là người Thái mới biết cách làm diều đúng cách và biết thưởng thức cái thú đua diều độc đáo. Diều cũng có diều nam và diều nữ. Diều nam gọi là Chu La, mang hình ngôi sao. Thuở xưa diều nam cao hơn 3 thước, nhưng hiện nay có lẽ vì chế độ nam nữ bình quyền bành trướng nên bề cao chỉ đến 2 thước là cùng. Diều nữ gọi là Pa Kuao. Đúng với luật thiên nhiên, diều nữ chỉ lớn bằng nửa diều nam, hình vuông, các góc đối diện được giãn dài ra và đặc biệt là có cái đuôi dài lê thê, dài gấp 7 lần rưỡi bề cao. Cuộc đua diều tượng trưng cho cuộc đua tình muôn thuở giữa giống đực và giống cái. Từ cổ chí kim, hàng trăm vĩ nhân và danh tướng bị khổ lụy vì quá gần gũi đàn bà, để đàn bà xen vào cuộc đời. Đấu diều cũng vậy, diều nam sớ rớ để diều nữ tới sát là bị diều nữ húc rách rơi xuống đất. Đàn bà ngồi chiếu trên, đàn ông ngồi chiếu dưới, thì trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chắc chắn mọi việc sẽ hư hỏng. Trong cuộc giao đấu, nếu chú diều đực khờ khạo để nàng diều cái bay lượn trên đầu, thì chắc chắn chú sẽ thảm hại, vì dây nhuyễn tiền của nàng sẽ quấn chặt lấy người chú và chú sẽ thua. Trên không rộng rãi rực rỡ ánh vàng sắp tắt, nhiều chiếc diều nàng và diều chàng đang vờn nhau thách đố, sửa soạn giao hoan hoặc loại bỏ nhau trước hàng chục ngàn cặp mắt say sưa của người Thái tụ tập ở công viên. Lê Diệp xuống xe, kéo Văn Bình lại gần hàng rào sơn trắng, ngăn khu vực thả diều. Văn Bình hỏi bạn, anh đến đây từ bao giờ? Lê Diệp đáp, hôm qua, sợ không kịp. Tôi phải đáp phi cơ quân sự. Ủy ban phối hợp muốn chúng ta hoạt động một mình, chứ không huy động nhân viên CIA ở địa phương vì sợ lộ. Dixon giao du rất rộng. Đồng tiền của hắn đã mua chuộc được nhiều người có địa vị. Ngay cả trong CIA, trú sứ Vọng Các, hắn cũng gài được mật báo viên. Tại sao anh biết tôi lấy phòng ở Rama? Du thuyền Bồng Lai đến trước anh nửa ngày. Tôi đoán anh phải neo tàu gần du thuyền Bồng Lai để tiện theo dõi, nên đã thuê một căn phòng ở lầu 5 gần đấy quan sát sông Châu Phi bằng ống nhòm. Tôi thấy tàu của anh cập bến và anh đã dùng đò lên thành phố. Tôi theo anh đến khách sạn, tuy nhiên sợ anh bị theo và tôi cũng bị theo, nên sau khi đến Rama, tôi xuống xe đi bộ ngược chiều một lát rồi mới quay trở lại. Hiện giờ anh ngủ ở đâu? Tại tư thất ông đại sứ. Ngoài mặt tôi là một nhà báo từ Sài Gòn sang, thu thập tin tức và tài liệu để viết phóng sự, điều tra về hoạt động của kiều bào ở Đông Bắc, nên sự hiện diện của tôi không bị nhiều người để ý. Bỗng dưng, Lê Diệp thở dài nhẹ nhẹ. Tôi cẩn thận như vậy, nhưng rồi cũng vô ích mà thôi. Văn Bình trố mắt. Anh nói sao? Lê Diệp nhìn lên cao không đáp. Nhìn theo bạn, Văn Bình cảm thấy đau nhói nơi tim. Trước mặt hai người, một con diều nữ ẻo lả đang lừa bắt con diều nam khổng lồ. Bên dưới công chúng reo hò khích lệ, như thể diều giấy vô tri nghe được tiếng người. Trong nháy mắt, diều nam bị kẹt cứng và thất trận. Tiếng hò reo vụt lớn lên rồi lắng xuống. Văn Bình bàng hoàng như người vừa thoát khỏi cơn mơ rùng rợn. Chàng chợt hiểu thái độ im lặng cố ý của Lê Diệp. Hồi chàng lên đường, chàng đã hỏi ông Hoàng về vấn đề cộng sự viên, thì ông đáp chàng phải hoạt động một mình. Bỗng đùng một cái, ông gửi chàng sớ vườn tới với những câu nói úp mở. Không giấu được sự lo lắng, chàng nắm tay Lê Diệp, nói với giọng cương quyết. Ông Tổng Giám đốc cử anh sang Vọng Các để lật ngược tình thế, vì tôi bị lộ rồi phải không? Lê Diệp vẫn không đáp. Con diều nam đã hoàn toàn thảm bại, và con diều nam thứ nhì đang lượn tròn ở đằng xa, dưới ngọn gió nồm nam mát rợi, cũng sắp sửa bị rơi vào cạm bẫy gia nhân. Đàn bà, chung quy cũng vì đàn bà. Văn Bình thường gặp khó khăn vì đàn bà. Không lẽ chuyến này chẳng bại lộ chỉ vì Rosita, cựu nữ điệp viên phi luật tân quyền biến giỏi giang và thận trọng? Chàng bèn hỏi bạn, tôi bị lộ vì đi cùng với Rosita đúng không? Chàng hỏi như vậy là để Lê Diệp tiện trả lời. Thật ra, trong thâm tâm chàng không hề cho rằng vì Rosita mà chàng bị đối phương nhận diện. Nhưng Lê Diệp lại gật đầu và đáp chậm rãi. Đúng, anh đã bị lộ vì nàng. Văn Bình cảm thấy cuống họng đắng nghét như vừa nuốt phải mật gấu. Chàng nắm chặt bàn tay phải để khỏi run. Lê Diệp từ từ nói tiếp. Vì chồng Rosita hiện có mặt ở đây, hắn là cánh tay phải của trùm buôn súng Dixon. Văn Bình bàng hoàng, toàn thân lắt ngắt. Chết rồi, chuyến vượt biển theo du thuyền Bồng Lai không phải là cuộc hành trình hạnh phúc, mà là chuyến đi về cõi Bồng Lai tiên cảnh. Lê Diệp lên tiếng phá tan bầu không khí khẩn trương. Thôi chúng mình về đi.
Văn Bình lắc đầu, giọng ngao ngán. Ông Hoàng lừa tôi. Lê Diệp tỏ vẻ sừng sốt. Ông Hoàng lừa anh ở chỗ nào? Chờ cho tôi nhúng chàm rồi mới nói rằng chồng của Rosita là yếu nhân của địch. Anh đừng yêu anh cho ông già. Tôi có thể bảo đảm với anh rằng ông già chẳng biết gì hết. Đến khi biết rõ, ông già ngồi thừ ra và chết lặng mấy phút trong ghế bàn, rồi bấm chuông gọi tôi. May sao khi ấy tôi đang ở phòng ngoài với Nguyên Hương. Ông già tin anh, đinh ninh là anh chỉ du hí qua quýt như mọi lần, chứ không thể ngờ được anh lại kéo luôn Rosita cùng đi. Nhưng nàng thuộc thành phần tin cậy. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng khốn nỗi anh lại mượn du thuyền của chồng nàng. Vì nàng cho biết là hắn đi Mỹ. Anh tự mâu thuẫn rồi. Anh vừa nói rằng Rosita là thành phần tin cậy, anh lại nghi ngờ nàng ngay. Không, nàng không có can dự vào vụ này. Tôi cho rằng đây chỉ là kết quả của một sự tình cờ kinh khủng. Thế tình cờ mà ông Hoàng khám phá ra mọi chuyện à? Phải, hoàn toàn vì tình cờ. Du thuyền Bồng Lai cập bến ở Tân Gia Ba. Dixon dẫn một số người lên bộ ăn uống phè phỡn như thường lệ. Đặc phái viên CIA lén chụp được nhiều bức hình gửi về bằng vô tuyến cho Ủy ban Phối hợp và Ủy ban Phang Ra, chồng của Rosita, ở trong đám bạn bè yến tiệc của Dixon trên du thuyền Bồng Lai. Như vậy thì nguy rồi. Du thuyền Thiên Thần chỉ bỏ neo cách tàu Bồng Lai một quãng. Sớm muộn Rosita sẽ bị chồng bắt gặp. Văn Bình đứng bật dậy. Lê Diệp hỏi, anh định về tàu phải không? Văn Bình gật đầu, giọng buồn bã. Không khéo thì chớp mắt. Trời đã bắt đầu tối. Những con diều cuối cùng đã biến mất trên không phận công viên Hoàng Cung. Giác quan thứ sáu như hồi chuông báo động réo vang trong óc Văn Bình. Chàng lầm bầm, chớp mắt rồi. Mà có lẽ chậm thật. Vì trong khi ấy, bão tố đang diễn ra trên du thuyền Thiên Thần, buồng neo dập dòng sông Châu Phi. Ngồi trước cabin, Rosita bâng khuâng ngắm suối tóc dài đen mượt xõa xuống dưới ngực, tủm tỉm cười một mình. Nàng tự biết mình đẹp. Thời gian trôi qua vẫn không làm nàng già đi. Trái lại, từ ngày lấy chồng nàng bỗng trẻ lại. Nhan sắc kiều diễm của nàng trở thành trái chín mọng nước, lúng lẳng trên cây một ngày nóng bức, làm mọi người đàn ông đi qua phải rệu nước miếng. Tuy ngày nào cũng tắm nắng trên bong tàu, da thịt nàng vẫn trắng muốt, có lẽ vì nàng lai Tây Ban Nha. Gái lai thường đẹp, lai Tây Ban Nha lại còn đẹp hơn giống khác, vì người Tây Ban Nha có làn da trắng, sống mũi cao, cặp mắt đa tình nhất trời Tây, rất hợp với bờ vai tròn, đôi chân dài và tâm hồn luôn mơ mộng của người phi luật tân. Trước khi mặc áo, Rosita cởi ra ngắm mình trong gương lần nữa. Nàng vẫn có thói quen ngắm mình trong gương như vậy trước khi mở cửa phòng bước ra ngoài. Thói quen này nàng có từ thời con gái. Thời nàng còn là điều dưỡng viên tại Bệnh viện Trung ương ở Mani và là nữ điệp viên đắc lực của Sở Phán Gián Phi. Cũng như hồi còn con gái, trong người nàng thích mặc áo bikini màu trắng. Nàng nhớ buổi đầu tiên gặp Văn Bình, nàng cũng đã ngồi ngắm gương kiêu hãnh trước sắc đẹp cân đối trời cho, và nàng cũng mặc bikini màu trắng. Buổi đầu tiên, siết chặt chàng vào cơ thể nàng, mạch máu và các đường gân của nàng đều chạy rần rật. Nhưng rồi, chàng lại chạy theo một người đàn bà khác, nàng tên Luz ở Phi Luật Tân. Nàng đến nên quên được chàng, ngờ đâu, nàng càng thấy xa lại càng nhớ, để rồi đến mạng lại run rủi cho hai người tái ngộ. Rosita vươn vai đứng dậy, nàng mặc một cái áo dài trắng may theo kiểu Phi, vai vuông viền đăng ten. Cái áo này là một kỳ công của kỹ nghệ thời trang Phi, vì gấu nó thật cao như mini jeep và cổ áo được khoét sâu gần như ngực không mặc áo. Nhờ gấu áo thật cao, nàng có thể triển lãm được cặp giò thun thun không chút mỡ thừa, không một vết tàn nhang hoặc thẹo nhỏ. Cổ áo chữ V rộng kinh khủng nên đã giúp nàng biểu diễn bộ ngực núi lửa. Bộ ngực có thể đốt cháy rừng rậm băng tuyết Tây Bá Lợi Á. Rosita nhìn đồng hồ tay. Nàng dặn Văn Bình trở về du thuyền trước khi tối để đưa nàng lên thành phố. Nàng biết chàng có nhiều công việc và công việc tối mật, tối hệ liên quan đến vận mạng hàng triệu người. Song chàng vẫn dành thời giờ để giải trí. Đêm thứ nhất này ở võng khác, chàng đã dành riêng cho nàng. Đúng hơn là cho thần tình ái. Chàng sẽ đưa nàng vào các hộp đêm. Hai người sẽ ăn món mễ tây cơ. Tiệm ăn mễ tây cơ ngon tuyệt trần và độc đáo trong khu Bankapi. Hai người sẽ ôm nhau dậy dưới ánh đèn mờ như ánh trăng của khiêu vũ trường Ngàn Lẻ Một Đêm Aladdin ở đường Patpong. Gần sáng, nàng mới chịu quay về khách sạn. Nàng sẽ ngủ luôn một giấc dài đến trưa mai, rồi sẽ sửa soạn tận hưởng đêm thần tiên thứ hai trên đất Thái, vì ngay cả đêm thứ hai cũng đã được Văn Bình hứa dành riêng cho nàng. Và chàng sẽ đưa nàng tới tiệm ăn nổi ở Kinari Nava,
tiệm ăn nổi duy nhất của thủ đô Vọng Các trong công viên Lumpini. Thực đơn Tàu và Thái ở đó, theo lời Văn Bình sẽ không làm nàng chán. Nàng không thể chán vì sàn nhảy ở đó được trình bày rất đẹp. Nàng lại được thưởng thức âm nhạc kích động của một dàn nhạc nổi tiếng Phi Luật Tân, đó là dàn nhạc quê hương.